Tối 13 tháng 3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản của các cửa hàng kinh doanh. Khoảng 17 giờ 15 phút, dãy cửa hàng kinh doanh gồm nhiều kiosk, nhà lầu bán quần áo, xe máy, loa thùng nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An bất ngờ bốc cháy ở khu vực phía sau. Lúc này người dân lao vào dập lửa nhưng do sức nóng và khói lớn khiến nhiều người ngạt khói đành tháo chạy ra ngoài. Nghe hô hoán, người đi đường hỗ trợ các cửa hàng di rời tài sản ra đường. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều nhiều xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Do hiện trường nằm phía sau nên quá trình dập lửa gặp nhiều khó khăn, giao thông qua khu vực cùng bị phong tỏa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân và con số thiệt hại đang được làm rõ.